Chào các bạn, hôm nay Phúc An quay phim Gieo Nhân của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Sâm. Trong phim Gieo Nhân, Phúc An đóng vai Ngọc Hương, một cô gái hiền lành, đoan trang và giàu có. Nhưng mà Ngọc Hương của Phúc An thì số phận cũng khá là bi đát. Cho nên là cái nhân vật đó có một cái nốt ruồi ở dưới con mắt, gọi là nốt ruồi thương phu trách lệ. Tại sao gọi là thương phu thì các bạn hãy chờ đón xem phim để hiểu tại sao cô này có cái nốt ruồi đó, và cái nốt ruồi đó nó dính với số phận cô ấy phải thê lương như thế nào. Đây, xin giới thiệu với mấy bạn cái người mặc áo thun màu cam, đầu trọc và có cái lỗ tai dài, thiệt là dài như ông Phật. Đó chính là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Sâm đó mấy bạn. Mặc bộ đồ màu xanh, đeo mắt kính màu đen đứng bên cạnh, đó chính là đạo diễn Hồng Chi. Đạo diễn Hồng Chi vừa rồi có một cái phim rất là nổi tiếng, đó là phim Mẹ Trùm, và đã có giải. Trong phim Gieo Nhân lần này thì đạo diễn Hồng Chi làm giám đốc hình ảnh và còn được gọi là DOP. Mùi hơi bự phải không? Ừ, có được rồi, không sao. Không sao, ok. Phúc An, tới đây nha. Đi vô đi, nhắc luôn cho. Dạ. Sao? Còn mình thấy khó quá thì buông đi. Được bà mình, người ta hứa giúp tôi. Ai vậy? Thầy ký ở hãng xà bông. Nói ra mình cũng không biết đâu. Lo những việc này thì phải kiếm thầy cải. Chứ kiếm thầy ký làm được gì? Người này lo giấy tờ bên nhà bà chính, nhưng anh ta hứa sẽ giúp tôi thắng kiện. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đâu có hỏi. Chừng nói chuyện cái gì này đó, thôi thôi thôi. Cái bò luôn. Cái bò phải không? Cái bò mà không thấy bò đâu. Trời ơi, bò dữ lắm chứ. Bò dữ lắm á, không bò dữ lắm phải không? Trời ơi, cứ nói ra đi. Chưa, che hình xăm một xíu. Dạ. Mình ở trên này lo công chuyện cho má tới đâu rồi? Cũng chưa tới đâu hết. Theo tôi thì... Theo tôi đó. Bông bộ đó còn kéo lên. Kéo lên thì nó sẽ phùng lại bên. Kéo lên đó. Được rồi. Anh Cường ơi, là một lá em xin á, là trước khi diễn á, là diễn viên hay diễn viên để tay dưới á, ok. Tức là khi vô diễn á, là đặt lại cái dĩa đó, rồi cái đũa đây dưới đựng đây, đũa đây. Khi đặt cái dĩa xuống là còn là muốn cầm đũa gấp cho mỗi người một miếng á, thì ông trên chồng trước gấp cho con, rồi xong là sau đó là không gấp nữa, mình ai đây ăn. Thiết kế rồi, coi những canh reset thôi. Thank you.
nó dẹp nó qua bên này xíu là được rồi, nó anh bỏ gì vậy đây, bỏ nó xài mà anh quên sao mà cam đậm vô. Nhỏ.